Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm về một cái vấn đề gọi là vấn đề của máy tính tiếp. Thì hôm nay thì mình vừa mới đặt mua về một cái tảng mới cho cái con Vega của mình. Thật sự thì con Vega của mình thì đang xài cái tảng nước ở bên kia, nhưng mà mình sẽ thử lại hai cái tảng khí. Nghĩa là mình cũng chờ lâu lắm rồi thì mình mới kiếm được và mình làm được một cái video như thế này cho các bạn. Ok, thì cái này là cái con tảng mới mình mới mua về. Mình mới đặt trên Shopee về, có một anh kia anh nuôi trâu, cái cạc ảnh chết, cái ảnh gỡ ra ảnh bán á, chạy cũng không có lâu lắm. Còn một con bên này là của mình là mua lâu rồi, mua từ lúc mình nâng cấp máy lần đầu là hình như là đâu đó giữa năm 2010, đầu năm 2019 hay sao á, kiểu đầu năm trước hay sao á, kiểu 2018 chứ, đúng rồi 2018. Thì hai con này thì đều là trâu hết, chỉ con này nó chạy ít hơn thôi. Thì cái con này thì mình đã xài lâu rồi, thì lúc mà đem về thì mình vệ sinh thì nó cũng đã như vậy rồi, cho nên mình thì thuộc dạng giữ kỹ mà, cho nên nó cũng không có rỉ hơn gì đâu. Nhưng mà cái này thì nó giống như kiểu nó bị trước rồi đó. Mình không biết trước đó là người ta nuôi trong trâu trong điều kiện gì, nhưng mà các bạn nhìn nè, nó cũng không còn mới lắm, ốc rồi đồ đó, nó cũng không có, nó cũng rỉ hết trơn à. Đến nỗi fan hồi đó nó cũng hư ra, mình cũng đem mình thay luôn á, thay cái fan của mua trên mạng về nè. Còn con này thì đặt mới về thì đồng ý là nó mới đi, vì anh nói mới, nhìn như mới luôn mà. Con nó chạy không có nhiều đó, nhưng mà không được bảo hành cho nên không có, anh mới lấy tảng ra anh bán luôn thôi. Rồi bạn nhìn thấy cái lá nhôm tản nhiệt với cái ống đồng của nó nè, chỉ có ống nhôm thì mình không biết sao chỗ này lại xạ nó đen đi thôi, nó đen đi. Nhưng mà cái phần lá nhôm này nó hoàn toàn giống như là nó như mới luôn vậy đó. Mình thì lúc mình đưa thông tin ra cho mình cũng không có nghĩ là nó mới đến như vậy luôn. Mình đặt mua liền luôn á, cũng đâu khoảng 200 mấy. Còn cái con của mình thì các bạn coi nè, kinh khủng lắm. Đây, thấy ghê không? Nó rỉ, nó mốc rồi đồ các thứ, nhìn thấy gớm lắm kìa. Nhìn thấy không? Nó mốc, nó trắng lên luôn nè. Bởi vậy cái lúc đó mình mới đi, mình thay cái tảng nước vô cho máy mình á. Nhưng mà được cái chỗ lá nhôm này tự nhiên nó lại bóng, nó còn bóng chứ nó không có như con kia. Chả hiểu sao nữa. Ghê, xẹm đen hết. Nội khi mà các bạn nhìn thử ở hai bên nè, thì các bạn cũng có thể thấy được là một con nó còn trắng phiếu, còn một con thì nó cũng kiểu như ố vàng đó rồi, tại vì bằng nhựa mà màu trắng nữa mà, nuôi kiểu nó không kỹ thì nó kiểu vậy thôi. Ok, thì mình thì test như thế này nè, cái ốp fan này bỏ ra luôn, coi như là cùng cái ốp fan luôn, cùng nhiệt độ môi trường, cùng ốp fan, cùng cái mức độ kiểu như là cùng với lại phần trăm quạt luôn, kiểu như là tốc độ quạt á, cùng luôn. Thì hai con này nó, một cái hiệu quả của tản nhiệt của hai con này nó sẽ khác nhau như thế nào giữa một con rỉ và một con mới. Keo tản nhiệt thì cũng là một loại duy nhất mà mình hay xài luôn, mình xài đó giờ cũng một năm hơn rồi. Trên cái dàn máy của mình bây giờ thì chắc còn nắng quá nên mình cũng tháo ra Vega ra mình gắn lại, mình chưa làm đâu. Tầm tối thì mình sẽ test rồi mình sẽ đưa ra một cái video chính luôn. Ok. 6 hours later. Ok, thì mình đã trở lại buổi tối và bây giờ thì mình đang ở, nói chung là phòng mình kín hết rồi. Mẹ tụi này bắn cái nồi bùi gì ấy. Mút. Ok, xong rồi, tụi nó im rồi. Thì mình đã vô phòng điều hòa rồi và mình đã gắn cái con Vega này lên. Và cái tảng này bạn thấy nó bóng bóng nha, nhớ để ý bóng bóng. Thì là cái con tảng cũ của mình đó. Thì mức nhiệt mà nó thu lại được khi đang chạy ở mức fan 50%. Cái này là fan speed của mình là 50%, là còn 82 độ là đang nhiệt độ hoạt động của nó nè. Gần như là max công suất rồi, xung thì chỉ 1835 thôi. Đó, thì bạn có thể thấy là nhiệt của nó nói chung là đối với mình là khá cao rồi. Phòng thoáng kiểu như thế này nha, không có gì hết luôn nè. Kiểu mình mở thoáng ra luôn mà nó còn vậy. Và nhiệt độ phòng là đang 25 độ, một cái lạnh 25 độ vậy, nhưng mà cho cứ kiểu 26, 27 độ gì thôi. Nhưng mà nói chung là cũng phòng điều hòa là đang mát rồi, mở lên vậy nữa mà nó còn có tới tận 82 độ. Xong mình nó đang lên xíu rồi. Thì để mình thay. Rồi bây giờ thì các bạn đợi nha, mình sẽ sở dĩ mình lấy cái game này ra mình benchmark á,
nói chung mình ban thì cũng không đúng, nhưng mà thực sự mình đem ra đi test hiệu năng á, bởi vì mình nghĩ là cái đa phần các bạn là chơi game thôi chứ đây đâu mà đi test hiệu năng hay là test format mắt làm gì nữa. Mình chỉ so sánh nó là mức nhiệt tiêu thụ mà khi mà nó đang chơi game thôi. Và khi đang chơi game thì nó 82 độ. Nó lại vậy, và cái game này theo mình nó là nó vì nó không tối ưu nên nó đốt kẹt rất là nhiều. Nó đốt kẹt hơn rất nhiều so với những cái game mà mình từng chơi. Như là Call of Duty Warzone này, hay là Apex Legends, hay là mấy cái game offline khác đó. Kiểu hiếm khi mà có cái game mà nằm ở chạy nó nặng như được thằng này đấy. Bây giờ thì còn đỡ, chứ còn nhiều khi là cái mức nhiệt năng lượng tiêu thụ của nó là nhiều lúc nó lên tới 100%, nhiều lúc nó nhảy hơn 100% luôn. Kinh khủng lắm. Giờ thì mình sẽ thay con tảng này vô để coi nó có khác biệt gì không nha. Các bạn đợi mình xíu nha. A few moments later. Rồi, và bây giờ mình đã trở lại với cái sau khi mà nãy mình mới tháo cái tảng này ra. Tháo cái tảng này cho bạn coi để bạn nói mình xạo nè. Cái tảng này nè, thấy nó ố đen xì không? Còn cái tảng mới nè, là nó có cái tem ở đây bạn thấy không? Đó. Và mức nhiệt thì cũng y hệt như thế thôi, mình cũng để fan này đồ y hệt và game cũng vậy luôn, nhưng mà các bạn có thể nhìn nhiệt độ nè. Chỉ vào khoảng 70 độ, khá là mát. Fan thì cũng 50% như nãy thôi. Cái mà để ý nè, xung thì nó cao hơn. Và cái nhiệt kiểu như là cái mức năng lượng mà tiêu thụ á, nó cũng nhiều hơn, tại vì do cái nhiệt của nó mát á nên nó cho phép nó kiểu như là cái hãng người ta đưa mà người ta cho phép kiểu như nó sẽ tự động nó đưa cái đợt điện vô nhiều hơn để cho nó kiểu năng lượng nó nhiều hơn á, nó chỉ chạy nhiều mạnh hơn. Và vậy bạn thấy xung nó cũng cao kìa, bạn thấy nó kiểu như là mình đây mình đã chứng minh rồi đó. Lúc mà mình đem về thì mình cũng kiểu như mình làm cái video này kiểu nó sẽ có hai kết quả, một là cái kiểu như là nó ngang nhau thì mình sẽ kết quả rằng là tản rỉ thì nó sẽ không có quan trọng về cái kiểu như là tản nhiệt, nhưng mà bây giờ thì mình chứng minh được rồi đó, nó mát hơn rất là nhiều. Thấy không bạn, coi kỹ này nào, cũng đúng cái tảng này luôn nha. Chứ bạn coi co tua lại cái đoạn hồi nãy, các bạn sẽ thấy cái tảng kia là nó không có cái tem ở đây, là cái tảng cũ đó. Thì đây qua đây các bạn cũng thấy rồi đó, rằng là cái tảng này nó cũng sẽ kiểu như nó cũng sẽ ảnh hưởng tới nhiệt độ của con cạc Vega của bạn, bởi vì một số con cạc trâu thì nó, bên dưới bạn thấy đó, nó kiểu nó cày lâu quá rồi thì cái tảng nó cũng kiểu trong điều kiện mà nó không tốt á kìa, thì nó cũng sẽ rỉ, nó mốc và đồ, nó sẽ giảm cái hiệu quả tản nhiệt đi đó. Thì cái này các bạn cũng nên lưu ý nha. Thì nếu như các bạn nào mà cạc mà hết bảo hành, thì thường cạc mấy cạc trâu bây giờ cũng hết bảo hành gần hết rồi, thì nếu như các bạn mà để ý mà tháo ra rồi đó mà thấy nó rỉ nhiều quá, kiểu như nó mốc meo rồi đồ nhiều quá quá nhiều so với quy định đó, thì các bạn mình nghĩ là các bạn nên kiếm kiểu như liên hệ hoặc là kiếm những người nào mà kiểu như chủ chạy trâu hay cái gì hồi đó đó, coi rằng là có người ta có con cạc nào mà hồi đó nó đang chạy mà nó lăn đùng đó nó chết hay không. Thì nhiều lúc cái tảng con đó nhiều lúc nó cũng còn mới hơn cái con của mình á, thì mình lựa và mình lấy nó cũng sẽ tốt cho Vega rất là nhiều. Rồi, coi như là ok thì mình cũng đã chứng minh rồi. Thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe nếu như các bạn thấy video này nó hữu ích đối với các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.